Không mua chiếc xe này thì thực sự với các bác là hơi khó thôi. Dành cho những người mà thích xe tải có chiều cao và tải khỏe thì hôm nay em lại mang về cho các bác một chiếc xe 4 chân thùng có chiều cao và xe thì giá rất rẻ luôn. Con này em bán giá chỉ có hơn 600 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe Hoàng Huy Đông Phong, sản xuất năm 2016, đăng ký lần đầu năm 2017. Với quả thùng chiều cao 3m nhá. Con này là 2m150 cộng với 850 chiều cao nâng ngạ. Cái đấy thì được đăng kiểm đầy đủ rồi. Và xe là một chiếc xe có 4 chân, 2 cầu thật và 2 dí trước. Đấy, xe thì còn ngon và chất thì còn cứng. Đấy, toàn bộ dầm cầu sắt xi xe còn đẹp. Em này thì nó là chất trung bình thôi chứ không phải là chất đẹp hẳn nhá. Thế này em bán cái giá vậy thôi. Thế là bác nào mà yêu và phù hợp với cái mức giá như vậy thì các bác có thể là qua cửa hàng xem xe trực tiếp. Em này thì các bác vẫn có thể trả góp tầm khoảng 50%. Vâng, thế nghĩa là các bác sẽ bỏ ra khoảng tầm hơn 300 triệu là các bác đã sở hữu ngay được chiếc xe tải 4 chân, thùng dài 9m4, chiều ngang 2m4 và chiều cao của chiếc xe là 3m. Vâng, có thể chở được cực kỳ nhiều đồ. Và em này thì đó bác chủ cũ bác ấy đã độ cái thùng những cái hai cái thùng hai bên cái phi nước để mà gọi là mình hay chuyên các cái đường biên, đường đèo núi đó là ok. Thế nên là bác nào mà thích cái dòng này, muốn mua một chiếc xe gọi là về sẵn đi thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Em này thì biển của nó là biển 75 nhá, 75C07265 thì cái là biển ở ngay trên kia kìa. Đấy, các bác có thể check kiểm tra thoải mái xem là xe có lỗi lầm gì không. Và bên em thì bán là có cam kết chuẩn chỉ cho các bác luôn. Xe thì đấy, tình trạng nó như vậy, các bác mua thì rất là hợp lý và ok. Về phần thùng thì chiếc xe này là thùng dài 9m4. Đấy, chiều sâu vào trong này các bác có thể là chở được tầm khoảng 9 hàng pallet nhá. Chiều ngang 2 hàng và chiều này là thành ra là 18 hàng pallet rồi, rất là nhiều. Đấy, thùng vách hai bên có thể là hạ được rất nhiều đồ. Và đây là một chiếc xe thùng mui bạt với chiều cao thùng là 3m. Các bác có thể để được cực kỳ nhiều đồ hàng luôn, về kể cả là trồng pallet lên các bác có thể là trồng được rất nhiều đồ. Đặc biệt là nếu các bác mà chở hàng xe máy thì các bác có thể chở hai hàng tầng xe máy luôn. Vâng, đây là một cái mẫu xe được rất nhiều người yêu thích luôn. Và thời điểm hiện tại con này là hàng hot luôn nhá. Nên là các bác cũng thông cảm, nếu bác nào chậm chân thì còn, gọi là nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì mất. Đấy, toàn bộ quang treo của xe thì còn ok. Ô, cái kia hơi cong tí à. Cái kia thì không thấy quang treo đâu. Cái đấy bình thường, cái đấy các bác thích thì em sẽ bổ sung quang treo thôi. Nói chung là tình trạng em mới mua về thì nó vậy đấy ạ. Vâng, mới về nên là xe thì nó có vậy thôi. Thế nhưng mà được cái là con này thì toàn bộ tất cả những cái thành này, thành vách này của xe thì vẫn còn ok, chất trung bình. Đấy, sắt của xe là còn ok đây. Còn những cái han mục để bỏ qua các bác nhá. Được cái là vách nóc của em này thì có 4 cánh cửa, 4 cánh nóc. Đấy, hạ thành hai bên. Các bác có thể là bốc hàng xuyên, gọi là bốc hàng ở những cái khu vực khó khăn cũng được. Đấy, hạ thùng ra thành ra này. Ok, và toàn bộ vách này được cái bản lề này của nó đều là lốc T168. Cũng là một cái chất lốc rất là dày, độ bền thì khỏi bàn. Đấy, vách lốc thành thùng ngon. Và đây là một chiếc xe tải thùng mui bạt có chiều cao 3m nhá. Em này thì được cái là thùng bệ của xe thì rất là ok. Toàn bộ này, tất cả các cái mặt này là của xe là còn này. Và cái tấm, cái đệm mút này. Đấy, đệm mút là chắc chắn và cách âm chống ồn của xe thì tương đối là tốt. Đấy, em này thì có cái dàn lốp thì xem nào, chấm điểm dàn lốp bên này đi. Vâng, đầu tiên là chấm điểm dàn lốp bên này thì cái lốp này là tầm khoảng 80%. Lốp trong 80%. Đấy, hai cái lốp này rất là ok. Còn cái lốp này cũng thế, nhưng mà các bác nhìn kỹ nhá, là nó đang bị bụi bẩn thôi, bị bùn đất thôi, chứ còn lốp nó rất là dày. Đấy, về là các bác yên tâm, riêng hai cái dàn lốp R20, 11 R20 này là các bác cũng đỡ được bao nhiêu tiền rồi. Đấy, và em này là sử dụng cầu thật nhá, cầu thật, hai cầu thật luôn, cầu phía trước và cầu phía sau đây. Đấy, hai cầu thật. Đấy, hoạt động hoàn toàn OT và tương đối là khỏe đối với cái dòng xe này. Và em này sử dụng máy Cummins 315, bất chấp mọi địa hình, leo đèo lâu núi thoải mái. Toàn bộ cái phần về cái lòng xe của cái che chắn bùn này này là bằng nóc luôn. Thế nên là độ bền thì không phải nghĩ ngợi nhá. Còn về thùng thì em này có hai cái bình nước, hai cái thùng nước để mà có thể là vừa mới gọi là xử lý làm mát hệ thống phanh. Và xử lý riêng về phần nước thì các bác yên tâm là đi đường đồi đèo các thứ là không phải lo lắng gì nhá. Đấy, xe rất là chất luôn. Và thêm một cái bình dầu phụ, bình dầu phụ sau bình dầu chính đây. Cái này cũng đã được độ hết rồi. Nói chung là bác chủ bác ấy cũng là một người tâm huyết. Đấy, bác ấy độ chiếc xe này lên để gọi là người ta dùng nhiều, lâu năm. Và bây giờ thì bác ấy có điều kiện thì bác ấy lên một đời một con xe mới hơn. Thế là chiếc xe này bác để lại cho em với cái giá cũng tương đối là vừa.
Đấy, hợp lý hợp tình luôn nhá, chỉ có hơn 600 thôi. Các bác đã có ngay được một chiếc xe máy Cummins 315 còn rất là chất. Và đây là một chiếc xe nhập khẩu Đông Phong Hoàng Huy 2016, đăng ký 27 tháng 4. Đấy, chất xe còn đẹp. Đấy, sắt xi gầm cầu của xe thì gần như là không có lỗi lầm gì rồi. Về các bác yên tâm là chỉ có việc khai thác thôi. Và toàn bộ bạt thùng thì là đang sử dụng bạt thùng của bên Cuba. Đấy, ở chỗ An Hòa Huế nhá. Con này là xe của Huế và đóng thùng cũng tại Huế, đây là thùng rất là chất luôn. Đấy, xe thì còn căng cứng như thế này. Và giá cả của chiếc xe này thì vô cùng hợp lý. Đấy, em đang bán cái mức giá nó chỉ có 635 triệu đồng thôi. Hiện trạng thì em này là đang đây, cái bộ chia gạt nước là mát phanh ở dưới này. Đấy, còn rất là ok này. Cái này là lốp treo, lốp sơ cua đang không thấy đâu. Thì cái này các bác mua thì có thể là bổ sung thêm cho các bác nhá. Vâng, với cái tầm này thì đây cũng là một chiếc xe giá vừa phù hợp này. Chất xe còn tương đối. Vâng, chất xe còn tương đối so với thời gian. Và đây, đấy, thùng nước, bình nước phụ để mà làm mát nước đây. Đấy, các bác có hai cái bình luôn, hai bên. Đấy, treo thoải mái luôn nhá. Lốp này tương đối là dày, tuy nhiên là bụi đất thôi. Bùn đất thì nó hơi bẩn một chút, để các bác thông cảm. Đấy, còn đâu là chất lốp của cái dàn lốp này thì không chê được câu nào luôn. Cái quả này này, với quả này này là cũ này, hai quả này cũ. Vâng, hai quả của cái dàn bên này là cũ nhá. Thì cái đấy là về là chắc chắn các bác sẽ chạy tầm khoảng 3-4 chuyến thì đấy là các bác sẽ phải thay. Nhưng cái đấy bình thường, không vấn đề gì. Còn dàn lốp sau thì ok, không chê được câu nào. Nói chung là em bán tình trạng như vậy thôi, có sao thì bán vậy. Và thời điểm hiện tại thì tất cả các chức năng của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề lỗi lầm. Đấy, máy đề lên nhẹ nhàng và êm ái luôn. Em này thì chạy tương đối là nhiều. Vâng, loanh quanh cũng tầm hơn 30 vạn rồi. Thế nên là về chất thì đây cũng là một chiếc xe tương đối là cứng nhá. Còn về giá thì đây là một chiếc xe giá rẻ cho các bác đó. Vâng, đầu tư ít nhưng mà mình có ngay được một chiếc xe rất là ngon. Đấy, vừa thơm vừa bổ vừa rẻ. Và chất xe còn đẹp. Đấy, sắt xi bọe là của xe này, ok luôn các bác nhá. Và em này thì nói chung là tất cả các cái trang thiết bị của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Và tải trọng của chiếc xe là 18 tấn. Đấy, full tải có thể lên được 20 tấn vẫn bình thường, không vấn đề gì. Đèn của xe thì hơi rạn rạn một chút theo thời gian, còn đèn dưới này thì ok. Đấy, nói chung là xe cũ theo thời gian 5 tháng rồi thì không thể bảo là nó tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Bảo là xe đẹp xuất sắc thì không bao giờ có cái giá này đâu. Còn như em này thì đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 luôn, còn cực kỳ dài nhá. Cái tay nắm này các bác biết là nắm để làm gì không? Nắm cho mấy đồng chí công an đấy ạ. Vâng, hai cái tay nắm hai bên. Vâng, vẫn còn rất là hịn hò luôn. Và cái dòng này cũng là một cái dòng xe chạy rất là ổn định, với cái mức tiêu thụ nhiên liệu dầu của xe rơi vào tầm khoảng loanh quanh khoảng tầm hơn 20 lít thôi. Một cái mức tiêu thụ nhiên liệu dầu rất là ấn tượng. Đấy, xe cũ thôi nhưng mà các cái bản lề này của xe nó vẫn còn đẹp như này. Nội thất ghế thì căng và sáng luôn nhá, sạch sẽ không hề lỗi lầm. Đấy, em này thì có giường một tầng, có rèm che. Và trần thì đã được bọc lên trần da rồi. Đấy, rất là sạch sẽ cho anh em. Xe nào, ui giời. Ngồi trong con này thì được cái là đệm êm, ngồi cái nhảy tâng 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 luôn anh em ạ. Đấy, không chê được câu nào. Đèn đóm đầy đủ và có đồng hồ sinh hai, nó báo luôn về mức điện áp cũng như là nhiệt độ của dầu. Đấy, xe là chạy 48 ạ. Đấy, nói chung con này chạy nhiều. Vâng, lúc nãy em quên báo nhầm là 30. Vâng, chạy nhiều nhá chứ không ấy nhá. Và đây là một chiếc xe sử dụng cần số vả. Cần số vả và em này là hộp số 9 cấp, có cấp số lùi nữa. Đấy, cũng tương đối là ok, tất cả các chức năng là bình thường. Bấm thử cái còi không, còi thì phải nổ máy lên cơ. Vâng, tất cả các chức năng là bình thường, cầu số hoạt động hoàn toàn ok nhá. Đấy, táp lô xe là sạch sẽ đẹp đẽ này. Và xe nói chung là với cái tầm như thế này, giá rẻ như thế này thì thôi, đây cũng là một chiếc xe hợp lý cho các bác, để các bác mua về gọi là khấu hao ít, không phải chi phí nhiều. Và những cái con như thế này thì thực sự các bác là thời điểm này là thời điểm hơi hiếm để kiếm được một con xe như thế này luôn. Vâng, em khẳng định là như vậy. Nếu các bác mà không tin, các bác cứ thử tìm thị trường. Vâng, hơi hiếm để kiếm được một con xe như thế này nhá. Vì dòng xe 4 chân tải thùng có chiều cao là một cái dòng xe rất là hot tại thị trường luôn. Em này thì có một cái điểm điểm cộng đó là, vâng, nâng hạ bằng cơ. Cái này đang nâng hạ bằng cơm, động cơ cơm, hoạt động hoàn toàn ok. Vâng, và xe thì không hề lỗi lầm. Nói chung là máy số thì cầm bệ thì không chê được câu nào rồi. Em đang nâng cái cabin này lên, sau đó để em và các bác cùng xem về chiếc cái chất máy của xe nhá. Em này thì được cái là máy khỏe, hơi căng, động cơ máy Cummins 315. Máy rất căng luôn, sạch sẽ, ngon lành và không có lỗi lầm.
Rồi, để đây này, tao bây giờ bắt đầu nổ máy lên, nổ máy để cho nó đấy. Chỉ còn cái dòng này thì đây các bác nhìn này, sắt xi đầu của xe này, nó còn không có tí hàn mọt nào luôn. Và chất xe, chất máy thì cực kỳ ok. Với cái tầm tiền loanh quanh như chiếc xe này là đang bán là 635 triệu đồng thì đây cũng là một cái mẫu xe giá rất là phù hợp so với tầm tiền đấy. Vâng, các bác yên tâm, gọi là mình về mình chỉ có khai thác thôi, không phải làm gì nữa nhá. Đấy, hợp lý, hợp túi tiền. Rồi, em mở đến tầm này thôi. Sau đó thì ta sẽ cùng nổ máy. Để xem là em nâng lên một chút đây. Đấy, nổ máy nhá. Để xem về cái động cơ của chiếc xe này. Con này thì được cái là máy rất là khô, khô sạch luôn này. Động cơ 6 máy chữ Y, vừa khỏe, máy dọc dẫn động cầu sau, hai cầu. Đấy, máy khô đét luôn. À, cái này thì em phải quay trước vì tránh cái trường hợp tí nữa máy nó nổ nghe không cái gì. Máy dầu thì đương nhiên là không thể bé được rồi. Đấy, vách nha, vách dưới, vách trên của xe là hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy các bác nhìn nha. Vâng, nó còn ok như này đây. Em này thì được cái điểm cộng là xe thì nó rất là chất. Còn điểm trừ là xe nó ra form nó hơi trung bình tí thôi. Các bác thông cảm. Đấy, form hơi trung bình một chút nhá. Đấy. Đấy. Máy lên không cần phải cầu thứ hai. Đấy các bác thấy chưa? Máy như dòng này lên thì không cần phải bài cầu thứ hai. Rất là khỏe, hơi càng nét lúc này mới là máy số thì không cần phải bàn, 40 vạn rồi các bạn. Đấy, chạy đã được kiểm chứng là bao nhiêu km rồi. Con này thì làm ra rất nhiều tiền của những cái chủ mua. Và bây giờ bác nào mà mua thì các bác về là các bác yên tâm là chỉ với việc là chạy thôi, không phải làm cái gì nữa. Toàn bộ option xe thì đã được xử lý hết rồi. Đấy, kể cả như là cái bình nước làm mát phanh này, hay là bạt biết các thứ của xe là ok nhá. Vâng, và nếu bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em Vũ Di Ô Tô qua số 0869158926. Xe đang có mặt tại thành phố Hải Dương. Và đây cũng là một cái chiếc xe chất để dành cho những ai mà mua đi về chạy hàng khô, hàng dày, hàng hoa quả, vùng biên, đường trường, Bắc Nam thoải mái. Ok, cảm ơn các bác. Và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Di Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Con này không mua nhanh, hơi phí các bác ạ. Vâng, cảm ơn các bác. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.